Bất chấp pháp luật, hàng loạt nghệ sĩ Việt quảng cáo bói tử vi. Hữu duyên được một cô bé trên Facebook xem tử vi cho, cũng không lấy phí gì cả nhưng nói rất đúng. Thực tế là chưa gặp ai nói được chuẩn đến thế. Ai cần thì mình chỉ cho nhé, là lời quảng cáo của diễn viên Thanh Vân cho một thầy tử vi trên mạng xã hội. Không khó để nhận thấy, nội dung trên cũng được lặp đi lặp lại trên trang cá nhân của một số nghệ sĩ Việt khác như diễn viên Cát Tường, Lan Phương, Hương Giang, nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch. Ở dưới phần bình luận, các đường link được những nghệ sĩ trên giới thiệu đều dẫn về một trang Facebook chuyên bán đồ phong thủy. Trên thực tế, chấm tử vi chỉ là hình thức trá hình cho việc bán vật phẩm phong thủy như vòng tay, ấn rồng, bi cầu, cây tài lộc. Những sản phẩm phong thủy kể trên thường có giá cao ngất ngưỡng và chất lượng chưa được kiểm chứng. Trong bối cảnh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từng có công văn để chấn chỉnh nghệ sĩ quảng cáo trên sự thật. Việc nhiều người nổi tiếng công khai quảng bá hình thức chấm tử vi, đồ phong thủy thể hiện sự bất chấp, xem thường cơ quan ban ngành.